quý vị, chuyển đổi số nếu được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số mới phát huy hiệu quả, tạo nên cộng đồng số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Từ thực tế đó, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 90 tổ công nghệ số cộng đồng để đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân, thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương mạnh mẽ hơn. Đến nay, 90 tổ công nghệ số đã được triển khai toàn địa bàn phường. Mỗi tổ công nghệ số hướng các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến từng ngõ ngách và hộ gia đình người dân tại khu dân cư, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của thành phố để tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và thực sự trở thành công dân số. Hôm nay là qua cái hướng dẫn của chú thì hôm nay là cũng qua điện thoại là đã nắm được cái thông tin. Qua cái thao tác này thì cũng nắm một số cái tiện ích của cái điện thoại cũng như các cái chế độ chính sách trên hệ thống thông tin điện tử của chính quyền. Nên là cái này nó cũng rất là thuận lợi cho anh. Tuy rằng có tuổi rồi nhưng mà cũng cố gắng làm sao cũng thấy thao tác mà nó cũng một vài lần cũng có thể nắm bắt được cái không. Thì trong cái thời gian vừa qua thì tổ công nghệ số kết hợp về khu dân cư thì đã phối hợp và thực hiện tốt là cái vấn đề sử dụng chính quyền điện tử, và đến nay thì cơ bản là sử dụng chính quyền điện tử thì cơ bản là khoảng 60%. Đối với các cái chú lớn tuổi với các cái sử dụng các cái điện thoại nó không thông minh lắm, nên là cũng có những cái bước khó khăn ban đầu, nhưng mà chắc chắn dần dần nó sẽ thực hiện thuần thục, và trong thời gian tới thì năm thì chắc chắn là khu dân cư sẽ thực hiện tốt là cái hướng dẫn sử dụng về chính quyền điện tử số. Trong năm nay, phường An Khê đã triển khai nhiều mô hình mới thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn địa phương như mô hình ứng dụng Zalo trong các hành chính, mô hình phần mềm nhận tin nhắn trả kết quả thủ tục hành chính SMS tự động, mô hình tuyến phố không tiền mặt, mô hình thư viện số, tra cứu sách thông minh. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ công chức phường, tổ công nghệ số, lực lượng đoàn viên thanh niên chủ động tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia tuyên truyền để lan tỏa lợi ích, ý nghĩa của ứng dụng công nghệ số, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Đối với phường An Khê, cái quan điểm đầu tiên là phải làm sao nó tạo thuận lợi nhất cho người dân khi họ đến làm giao dịch về cải cách thủ tục hành chính đối với địa bàn phường, nhanh gọn chính xác để mà người dân họ hài lòng. Đây khi đến với chính quyền phường An Khê, trong đó để mà thực hiện tốt cái việc này, quan trọng đầu tiên đó là cái con người, yếu tố con người của một người dân. Thì đảng ủy, ủy ban phường thường xuyên quán triệt toàn thể cán bộ công chức của phường về cái công cách phục vụ, đón tiếp người dân và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân như thế nào. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và mang lại những giá trị thiết thực cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.